đánh tan các triệu chứng viêm xoang với bài thuốc đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ. Viêm xoang là tình trạng niêm mạc xoang bị viêm, tổn thương do nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến cho các niêm mạc xoang không hoạt động bình thường được. Tình trạng tổn thương lâu ngày sẽ dẫn đến ứ động các dịch nhầy bẩn. Các dịch này sẽ bám lại các thành hốc xoang, lấp đầy hốc xoang, làm hẹp, tắc lỗ thông xoang và dẫn đến tình trạng viêm nhiễm tạo mủ. Ở Việt Nam, do đặc điểm khí hậu, thời tiết cộng với tình trạng ô nhiễm không khí nặng khiến cho rất nhiều người mắc căn bệnh khó chịu này. Tuy nhiên, không phải là căn bệnh nguy hiểm, nhưng viêm xoang đem lại rất nhiều phiền toái cho mọi người. Thậm chí, căn bệnh này gây hành hạ đau đớn khiến cho người bệnh rất khổ sở. Làm sao để thoát khỏi căn bệnh này là một câu hỏi nhiều người muốn tìm lời giải. Hôm nay, nhà thuốc Mỹ Kim sẽ chia sẻ cho các bạn những bài thuốc rất đơn giản mà nhiều người đã chia tay với căn bệnh đáng ghét này. Hãy cùng nhà thuốc Mỹ Kim tìm hiểu ngay. Đầu tiên, rất quen thuộc với mọi người, nước muối. Nước muối là một loại dung dịch tác dụng làm sạch các chất nhầy trong mũi và làm giảm ngạt mũi. Có thể loại bỏ đi các chất nhầy gây dị ứng ở mũi cũng như các chất ô nhiễm ở môi trường xung quanh. Cách thực hiện, bạn có thể pha một bát nước muối hay có thể dùng các loại nước muối sinh lý có bán sẵn tại các hiệu thuốc. Cho nước muối vào một cái bát, sau đó bạn bịt một lỗ mũi bằng một ngón tay, nhúng một bên mũi kia vào bát, gắng hít hơi thật mạnh để cho nước muối đi sâu vào trong mũi và xuống dưới ở đường miệng. Bạn nhổ nước ra bằng đường miệng và lặp lại như vậy khoảng 4-5 lần, sau đó để bên với lỗ mũi còn lại. Nên thực hiện cách chữa viêm xoang bằng nước muối như vậy theo cách trên 2 lần một ngày. Bạn sẽ cảm thấy nước mũi của mình trở nên bình thường, thông thoáng và không còn viêm nữa. Vị trí thứ hai không thể không nhắc tới, mật ong. Bạn có thể dùng tỏi giã nhuyễn, sau đó lấy nước ép cốt trộn với mật ong cùng với tỷ lệ 1:1. Trước khi dùng mật ong chữa bệnh, bạn nên rửa sạch mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý, sau đó lau khô. Sau đó bạn có thể dùng tăm bông thấm hỗn hợp tỏi cùng với mật ong này đưa vào hốc mũi để trong đó khoảng 1-2 tiếng. Mỗi ngày thực hiện như vậy khoảng 2 lần và liên tục như vậy một tuần sẽ mang lại hiệu quả. Việc dùng hỗn hợp mật ong và tỏi ban đầu sẽ có những cảm giác gắt và khó chịu ở mũi, nhưng nếu khi mật ong đã được ngấm vào mũi sẽ tạo nên sự thông thoáng ở các xoang và đem lại cảm giác dễ chịu. Bạn có thể dùng 2 thìa mật ong rồi hòa cùng với nước ấm để uống mỗi ngày. Hàng ngày bạn thực hiện như vậy khoảng 2 lần trước bữa ăn sáng và trước khi đi ngủ. Đây cũng là một trong những cách đơn giản mang lại hiệu quả rất cao, giúp bạn có thể tăng đề kháng cũng như chống lại các tác nhân gây nên bệnh viêm xoang. Bài thuốc thứ 3, tinh dầu bạch đằng. Nhỏ vài giọt tinh dầu bạch đằng vào trong một bát nước nóng. Sau đó bạn lấy một chiếc khăn chùm bao phủ đầu của bạn lại và cái bát trong đó. Sau đó hít thật hơi các nước bốc lên bằng mũi. Thực hiện điều này sẽ giúp bạn làm sạch được các chất nhầy cũng như cảm giác khó chịu ngay lập tức. Bài thuốc thứ 4, từ lá chanh. Bạn lấy lá chanh đã phơi khô đun sôi khoảng 10 phút, sau đó có thể lọc các hỗn hợp này và dùng nước súc miệng mỗi ngày. Nó là một trong những phương thức cứu trợ bệnh viêm xoang rất tuyệt vời. Áp dụng liên tục trong một tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả của nó mang lại đáng ngờ. Thực phẩm thứ 5 không thể thiếu trong điều trị viêm xoang, đó là tỏi. Bạn có thể lấy một vài nhánh tỏi tươi, sau đó bóc sạch vỏ và giã nát lấy nước. Sau đó có thể pha nước nhỏ mũi theo công thức sau, 1 phần tinh chất tỏi cùng với 1 phần chất nước. Khi nhỏ hai loại dung dịch này vào mũi, bạn có thể gặp một số cảm giác rất cay và khó chịu. Tỏi có tính kháng khuẩn cao và giúp giảm nhanh các triệu chứng viêm xoang. Tỏi cũng có tính kháng viêm, diệt khuẩn. Khi đó, rượu cũng có tính sát khuẩn. Nhỏ dung dịch rượu tỏi vào mũi giúp chống viêm và làm sạch đường mũi. Cách thực hiện như sau: tỏi khô bóc bỏ vỏ lấy 40g, đem thái nhỏ, đem ngâm với khoảng 100ml